Võ Thần Chúa Tể Chương 5545, Đại Đế Phù Lục, phía trước, Tần Trần một mực hoài nghi đi tới cái này thái âm đảo có phải hay không có cái gì đặc biệt phân biệt phương pháp, dù sao tam đại minh nữ đối với vĩnh kiếp nghiệt hải đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, hắn hát thủ sau màn thậm chí cố ý dẫn xuống tử linh trường Hà Chi Thủy, phong tỏa vĩnh kiếp Nhiệt hải khu vực Hạch Tâm, nếu bọn họ những người ngoại lai này thông qua tiếng hiến tặng cho thái âm minh nữ, không cần đi qua phân biệt liền có thể trực tiếp tiến vào vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ sâu đây không khỏi cũng quá dễ dàng căn bản vốn không phù hợp lẽ thường không nghĩ tới quả nhiên ở chỗ này chờ cô gia lần này phiền toái trong đám người bất tử đế tôn trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống vội vàng lo lắng truyền âm ma lệ cũng là khẩn trương lên trước đây trò chuyện hắn cũng nghe đi ra ở nơi này tử linh trường hà chi thủy bên trong nắm giữ thâm uy nhất tộc sức mạnh mà hắn tự hồ đối với lấy thâm uyên chi lực cực kỳ mẫn cảm vạn nhất dẫn phát thâm uyên chi lực ba động đây chẳng phải là liền phiền toái xem trước một chút lại nói tần trần nhìn trước mắt màn sáng mắt sáng lên trước mắt cảnh tượng này kỳ thực hắn sớm đã dự báo cũng tịnh không phải hoàn toàn không có chuẩn bị nhưng có thể thành công hay không tần trần nhưng trong lòng cũng không có thực chất tại ngọc hổ la sát dẫn đầu dưới một nhóm người này nhao nhao hướng đi cái kia tử linh màn sáng mà thái âm minh nữ nhưng là ở một bên yên tĩnh quan sát, ánh mắt lạnh lùng, kèm theo từng cái quỷ tu tiến vào cái kia tử linh màn sáng. Trước mắt màn sáng kia trong nháy mắt sáng lên từng đạo màu sắc bất đồng tia sáng, mà mỗi một cái quỷ tu sở kinh lên quan mang cũng đều không giống nhau, màn sáng này dường như đang phân biệt tiến vào người sức mạnh, à, cái này tử linh màn sáng cùng phía trước tại vĩnh kiếp nghiệt hải bên trong gặp phải tựa hồ khác biệt. Tần trần trong lòng hơi động, trước đây tử linh màn sáng, bất luận kẻ nào đụng vào đều có thể dẫn phát kịch liệt ba động nhưng trước mắt này màn sáng lại tự hồ như chỉ là khảo thí đi qua giả tu luyện quy tắc đại đạo căn cứ vào khác biệt quỷ tu tu luyện minh giới đại đạo khác biệt màn sáng này phản ứng cũng có chỗ khác biệt nếu là như vậy vậy thì dễ dàng nhiều mà ở tầng trần trầm tư thời điểm trước mắt đã có gần một nửa nhân trải qua màn sáng trên màn sáng hiện ra khí tức cũng đều cực kỳ bình thường cũng không có cái gì khác thường nhưng làm một người mặc áo choàng, tự hồ đến từ cái nào đó minh giới quỷ tu tiểu tộc tiến hiến giả đi ngang qua màn sáng kia thời điểm, ông một tiếng, màn sáng kia tựa hồ đột nhiên tản mát đi ra một đạo cực kỳ khí tức âm lãnh tới. Ân, ánh mắt mọi người cũng là bị khí tức kia hấp dẫn, tần trần một mắt liền cảm giác đi ra trước mắt này khí tức lại cùng phía trước kia quỷ kiêu hội sát thủ khí tức cực kỳ giống, quỷ kiêu hội. Ngọc Hổ La Sát cười lạnh một tiếng đại thủ mở ra, trực tiếp hướng người đội đấu bồng kia vồ bắt mà đi, quanh một tiếng, chỉ thấy phía trước hư không trực tiếp đổ sụp, một cái bàn tay khổng lồ giống như màn trời đồng dạng, trong nháy mắt đem người đội đấu bồng kia cho bao phủ ở trong đó, người đội đấu bồng kia trên mặt trong con mắt trong nháy mắt lộ ra một tia kinh sợ. Trong đôi mắt trong nháy mắt lướt qua vẻ dữ tợn, thân hình thoát một cái, quanh một tiếng, trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một tấm bùa, bùa này trùng thiên, càng là hóa thành một đạo ánh sáng đen kịch phóng lên trời, oanh. Đạo này hát quan khí tức kinh người, trong nháy mắt liền đem ngọc hổ la sát thi triển ra đại thủ phong tỏa cho trực tiếp oanh bạo ra, đồng thời người áo choàng thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến vĩnh kiếp nghiệt hải bên ngoài nơi xa hư không bạo lướt mà đi, chỉ thấy trong tay hắn lại lần nữa xuất hiện một cái phù lục. Bóp vỡ trong nháy mắt người này từng bước đi ra, ông một tiếng, người áo choàng dưới chân hư không lại giống như là trong nháy mắt được xếp một cái nữa, chợt trút ngắn, trong một chớp mắt, thân hình của hắn liền phản phất bắn ra ngoài ức vạn dặm, thoát đi phương thiên địa này, nhìn thấy thủ đoạn như vậy, mọi người tại đây đều biến sắc, vĩnh kiếp nghiệt hại phía trên hư không cực kỳ ngưng luyện, đồng dạng không gian thủ đoạn căn bản là không có cách thi triển, nhưng trước mắt này người áo choàng vậy mà. Dễ dàng liền xé rách hư không. Bỏ chạy đến bên ngoài ức vạn dặm hư không, hơn nửa thân hình mông lung biểu hiện nhìn lên là ở bên ngoài ức vạn dặm trên thực tế bản thể vô cùng có khả năng đã trốn vào đến một cái khác chiều không gian thủ đoạn như vậy để cho người ta làm sao không chấn kinh đại đế phù lục người này thi triển tuyệt đối là đại đế phù lục từng trận hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên không ít người nhao nhao biến sắc trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy ngoại trừ đại đế phù lục bọn hắn đã nghĩ không ra cái khác khả năng mà ngọc hổ la sát sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó nhìn lên làm đối phương thôi động phù lục thân hình trốn vào hư không thời điểm nàng cái này chuẩn đế cường giả lại cũng không cách nào bắt được đối phương thân phận chân thật ở nơi nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương rời đi phương thiên địa này đại nhân ngọc hổ la sát vội vàng quay đầu nhìn về phía thái âm minh nữ chỉ xích thiên nhai đã thấy thái âm minh nữ cười lạnh một tiếng khóe miệng lúc này phát họa lên một tia ý trào phúng nghĩ không ra kia quỷ kiêu hội mà ngay cả loại bảo vật này đều ban cho ngươi. xem ra các hạ tại quỷ kiêu hội địa vị không phải bình thường a. À? trong tiếng cười lạnh thái âm minh nữ đột nhiên từng bước đi ra, một cái tay hướng về phía nơi xa hư vô kia thân ảnh chính là như vậy một điểm quanh toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hải tại thái âm minh nữ một ngón tay phía dưới đột nhiên sôi trào lên vô tận khí tức phóng lên trời, trong nháy mắt phong tỏa phương thiên địa này trong chốc lát phía trước xa xa hư không càng là giống như pha lê đồng dạng, tại thái âm minh nữ trong nháy mắt. Phía dưới trực tiếp phá tan tới. Cái kia nguyên bản trốn vào hư không, sắp rời đi nơi này người áo choàng trong nháy mắt từ trong hư không ngã xuống, về tới vĩnh kiếp nghiệt hải bầu trời, trên mặt hắn lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, vội vàng hét lớn, thái âm minh nữ dừng tay, ta chính là quỷ kiêu hội phân đà đường chủ, ngươi như giết ta, phốc. Hắn lời còn chưa dứt, một khỏa huyết sắc đầu người đã phóng lên trời, tiên huyết phun ra ngoài trên trăm trượng cao, nhục thân trong nháy mắt hóa thành sương máu tiêu tan, từng cục thịt nát cùng sương máu rơi xuống phương hải mặt. Tại vĩnh kiếp nghiệt hải khí tức kinh khủng phía dưới, thẳng tiếp bốc hơi tan rã, hóa thành hư vô, tốt, tiếp tục. Thái âm minh nữ từ tốn nói, đứng lặng một bên, tất cả mọi người đều lẫm nhiên, trong lòng phát lạnh, một tôn đỉnh cao tầng ba siêu thoát cường giả, trên thân còn nắm giữ đại đế phù lục cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại ở đây, biến thành vĩnh kiếp nghiệt hải chất dinh dưỡng, loại này thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, khiến người khác như sao không trùng mình, đám người từng cái nâm nớp lo sợ, không còn khi trước bình tĩnh. Khẩn trương hướng về phía trước, thái âm nữ đế đại nhân, ngươi nghe ta giảng giải. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Phốc. Không, a à. Kế tiếp, vẫn có từng người từng người cường giả thông qua màn sáng thường có chỗ gì biến, trong nháy mắt bị giám định đi ra, những quỷ này tu từng cái thần sắc sợ hãi, vội vàng muốn giảng giải, nhưng thái âm minh nữ cùng ngọc hổ la sát nhưng căn bản không nghe giải thích của bọn hắn, tại chỗ liền bị gạt bỏ ở nơi này, hóa thành bột mịn cùng sương máu tiêu tan trên không, trên sân trong nháy mắt một mảnh túc sát chi khí. Những người này trên thân để lộ ra khí tức, rất nhiều cũng là minh giới khác đại để lưu lại, hiển nhiên là có ý khác, tốt, đến các ngươi. Rất nhanh, hơn phân nửa tiếng hiến người thông qua đến phiên tầng trần ba người tầng trần thần sắc bình tĩnh mà bất tử đế tôn cùng ma lệ nhưng là trong lòng hoảng vô cùng ba người từng bước một trực tiếp tiến vào màn sáng bên trong thái âm minh nữ lúc này quay đầu đưa mắt nhìn tới con mưa lạnh nhạt các bạn đang nghe truyện tại tán tu chấm .ch. các bạn nghe truyện vui vẻ các bạn đang nghe truyện tại tán tu